Hỏi, nhân duyên nào ngoại đạo kia khởi kiến như vậy, lập luận như vậy? Đáp, do giáo và lý. Giáo như trước đã thuyết, lý như người có tánh tầm tư cho đến nói rộng. Do kia thành tựu tĩnh lự thế gian nên được thế gian gọi là A-la-hán. Có kẻ muốn được giàu sang phú quý, cầu mong được quả tọa ý nên đến thỉnh hỏi. Nhưng kia không như thật biết đạo lý nghiệp quả tương ưng. Đạo lý duyên sanh chỉ thấy thế gian có nhật thực, nguyệt thực, tinh tú, chuyển phận trên trời. Nhằm lúc quả báo nghiệp tịnh, bất tịnh của chúng sanh thành thục, kẻ kia bèn nương đây vọng kế chất, cho là do nhật nguyệt tạo thành, lại vui tin việc đây nên kiến lập hiển nói. Này xin hỏi kia, ông muốn thế nào? Tất cả mọi việc trên thế gian hưng thịnh suy giảm là do nhật thực nguyệt thực tinh tú tạo ra hay do nghiệp tịnh bất tịnh tạo ra? Nếu nói do nhật nguyệt tinh tú tạo ra, vậy thì hiện thấy người tận hết thọ mạng tùy theo nghiệp phước vì phước đã tạo mà cảm quả hưng thạnh suy giảm khổ vui sai khác thì không đúng đạo lý. Nếu do nghiệp tịnh bất tịnh tạo ra mà tác kế chấp cho là do nhật nguyệt tạo ra thì không đúng đạo lý. Tóm lại, vì nhật nguyệt tạo ra, vì nghiệp tịnh bất tịnh tạo ra nên biết luận vọng kế chấp kiết tưởng đều không đúng đạo lý. 16 chủng dị luận như vậy do hai chủ môn là giáo và lý phát khởi quán sát, vì đạo lý chân chánh thúc đẩy truy cầu quán sát. Ở đây tất cả chủng dị luận trên đều không đúng lý. Quyển 8, thứ 3, có tầm có tứ địa. Thứ 4, không tầm chỉ có tứ địa. Thứ 5, không tầm không tứ địa. Phần 5, e, dùng tạp nhiễm để thi thiết kiến lập ba địa, nên biết có ba chủng tạp nhiễm. Những gì là ba? Một, phiền não tạp nhiễm. Hai, nghiệp tạp nhiễm. Ba, sanh tạp nhiễm. E, một, phiền não tạp nhiễm. Út Đà Nam nói, tự tánh hoặc phân biệt, nhân vị cùng với môn, phẩm thượng điên đảo, nhiếp, sai biệt, các quá hoạn. Một, vì tự tánh. Hai, vì phân biệt. Ba, vì nhân. Bốn, vì vị. Năm, vì môn. Sáu, vì phẩm thượng. Bảy, vì điên đảo, nhiếp. Tám, vì sai biệt. Chín, vì quá hoạn, mà rõ biết được phiền não tạp nhiễm. Này ta sẽ giải thích. Một, tự tánh phiền não. Đó là nếu khi pháp sanh, tướng kia tự nhiên khởi không tịch tĩnh, do tướng kia khởi nên hành chuyển không tịch tĩnh tương tục, đây gọi là tự tánh phiền não. Hai, phân biệt phiền não, hoặc lập một chủng do nghĩa phiền não tạp nhiễm, hoặc phân làm hai chủng kiến đạo sở đoạn, tu đạo sở đoạn, hoặc phân làm ba chủng hệ thuộc dục, hệ thuộc sắc và hệ thuộc vô sắc, hoặc phân làm bốn chủng hệ thuộc dục ký, hệ thuộc dục vô ký, hệ thuộc sắc vô ký, hệ thuộc vô sắc vô ký, hoặc phân làm năm chủng kiến khổ sở đoạn, kiến tập sở đoạn, kiến diệt sở đoạn, kiến đạo sở đoạn, tu đạo sở đoạn, hoặc phân làm sáu chủng tham khỏe mạn vô minh kiến nghi, hoặc phân làm bảy chủng. Đó là bảy chủng tùy miên, dục tham tùy miên, sân khỏe tùy miên, có tham tùy miên, mạn tùy miên, vô minh tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, hoặc phân làm tám chủng tham khỏe mạn vô minh nghi kiến và hai chủng thủ, hoặc phân làm chín chủng, đó là chín kiết ái kiết, khỏe kiết, mạn kiết, vô minh kiết, kiến kiết, thủ kiết, nghi kiết, tật đố kiết, kẻo lẫn kiết, hoặc phân làm 10 chủng thần kiến, chấp biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tham khỏe mạn vô minh và nghi, hoặc phân biệt là 128 phiền não, bao gồm 10 phiền não ở trên do mê chấp 12 chủng đế nên kiến lập phiền não. Những gì gọi là 12 chủng đế? Đó là khổ đế, tập đế ở dục giới, khổ đế, tập đế ở sắc giới, khổ đế, tập đế ở vô sắc giới, quả biến trí kia tăng thượng ở dục giới, biến trí kia hiển bày diệt đế đạo đế, quả biến trí kia tăng thượng ở sắc giới, biến trí kia hiển bày diệt đế đạo đế, quả biến trí kia tăng thượng ở vô sắc giới, biến trí kia hiển bày diệt đế đạo đế. Đây là 12 chủng, trong đó khổ đế, tập đế ở dục giới và tăng thượng diệt đế đạo đế ở dục giới có đủ 10 phiền não mê chấp, khổ đế, tập đế ở sắc giới và tăng thượng diệt đế đạo đế ở sắc giới trừ sân, còn lại đủ các phiền não mê chấp khác. Như ở sắc giới thì ở vô sắc giới cũng vậy. Ở trong tu đối trị dục giới có 6 phiền não mê chấp, đó là 10 phiền não trên trừ tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, nghi. Ở trong tu đối trị sắc giới có 5 phiền não mê chấp, tức 6 phiền não mê chấp ở trên trừ sân.
Như ở trong tu đối trị sắc giới thì ở trong đối trị tu vô sắc giới cũng vậy. Như mê chấp thì chướng ngại cũng vậy. Tất cả giả kiến do thần cận kẻ bất thiện, lắng nghe pháp bất chánh, không như lý tác ý do hành chuyển theo thất niệm. Tùy quan sát chấp năm chủng thủ quần, dùng tuệ nhiễm ô phân biệt hoặc không phân biệt làm thể. Chấp biên kiến do thần cận kẻ bất thiện, lắng nghe pháp bất chánh, không như lý tác ý do hành chuyển theo thất niệm. Chấp năm thủ uẩn là tánh ngã, tùy quán chấp là đoạn là thường, dùng tuệ nhiễm ô phân biệt hoặc không phân biệt làm thể. Tà kiến do thần cận kẻ bất thiện, lắng nghe pháp bất chánh, không như lý tác ý, bác bỏ nhân, bác bỏ quả, bác bỏ tác dụng, hủy hoại việc chân thật, chỉ dụng tuệ nhiễm ô phân biệt làm thể. Kiến thủ do thân cận kẻ bất thiện, lắng nghe pháp bất chánh, không như lý tác ý, lấy thân kiến chấp biên kiến, tà kiến và sở y sở duyên sở nhân cầu hữu với pháp tương ưng, so sánh với các kiến khác, chấp tùy quán cho là tối là thượng là thắng diệu bậc nhất, chỉ dụng tuệ nhiễm ô phân biệt làm thể. Giới cấm thủ do thân cận kẻ bất thiện, lắng nghe pháp bất chánh, không như lý tác ý ở nơi thấy kia mà tùy hành, hoặc giới hoặc cấm và sở y sở duyên sở nhân cầu hữu với các pháp tương ưng, tùy quán hết thảy chấp là thanh tịnh, là giải thoát, là xuất ly, chỉ dụng tuệ nhiễm ô phân biệt làm thể. Tham do thân cận kẻ bất thiện, lắng nghe pháp bất chánh, không như lý tác ý do hành chuyển theo thất niệm. Đối với cảnh giới khả ái trong và ngoài, dụng nhiễm trước hoặc phân biệt hoặc không phân biệt làm thể. Khỏe do thân cận kẻ bất thiện, lắng nghe pháp bất chánh, không như lý tác ý do hành chuyển theo thất niệm. Đối với cảnh giới không khả ái trong và ngoài, dụng giận ghét hoặc phân biệt hoặc không phân biệt làm thể. Mạn do thân cận kẻ bất thiện, lắng nghe pháp bất chánh, không như lý tác ý do hành chuyển theo thất niệm. Đối với việc cao thấp hơn kém trong và ngoài, dụng cao cử hoặc phân biệt hoặc không phân biệt làm thể. Vô minh do thân cận kẻ bất thiện, lắng nghe pháp bất chánh, không như lý tác ý do hành chuyển theo thất niệm. Đối với các việc đã nhận biết, dụng nhiễm ô vô tri hoặc phân biệt hoặc không phân biệt làm thể. Nghi do thân cận kẻ bất thiện, lắng nghe pháp bất chánh, không như lý tác ý ở nơi các việc nhận biết, chỉ dụng phân biệt hiểu biết khác làm thể. Ba nhân phiền não nên biết có 6 chủng: một do sở y, hai do sở duyên, ba do thân cận, bốn do tà giáo, năm do lớp lớp tập quen, sáu do tác ý. Do 6 nhân đầy nên các phiền não được sanh khởi. Do sở y tức là tùy miên khiến các phiền não khởi, do sở duyên tức là cảnh giới hiện tiền thuận theo phiền não, do thần cận tức là tùy hợp theo kẻ bất thiện, do tà giáo tức là lắng nghe pháp bất chánh, do lớp lớp tập quen tức là thế lực sâu dày của việc tập quen trong quá khứ, do tác ý tức là do phát khởi tác ý không như lý nên các phiền não sanh khởi. Bốn vị phiền não nên biết lược có 7 chủng: một vị tùy miên, hai vị triền, ba vị phân biệt khởi, bốn vị câu sanh, năm vị nhuyễn, sáu vị trung, bảy vị thượng. Do hai duyên là chỗ tùy miên của phiền não tùy miên: một do chủng tử theo đuổi, hai do việc kia tăng thượng. Năm môn phiền não nên biết phiền não lược do hai môn não loạn, đó là do môn triền và do môn tùy miên. Môn triền não loạn có 5 chủng: một do không trụ tịch tĩnh, hai do chướng ngại thiện, ba do phát khởi ác thú ác hạnh, bốn do nhiếp thọ pháp hạ tiện hèn kém ở hiện tại, năm do năng chiều cảm các khổ như sanh. Môn tùy miên não loạn đó là cùng các triền tạo ra sở y và năng dẫn phát các khổ như sanh. Lại do 7 môn tất cả phiền não năng làm chướng ngại ở vị kiến và tu: một vì tà hiểu biết, hai vì không hiểu biết, ba vì hiểu biết không hiểu biết, bốn vì mê chấp theo tà hiểu biết, năm vì chỗ nương của nhân kia, sáu vì sợ sanh kia, bảy vì nhậm vận hiện hành. Sáu tướng phiền não phẩm thượng, đó là tướng mãnh lợi và tướng rất nặng nề. Tướng đầy lược có 6 chủng: một do phạm, hai do sanh, ba do tường tục, bốn do sự, năm do khởi ác nghiệp, sáu do rốt ráo. Do phạm tức là do phiền não chuyển đây nên hủy phạm tất cả sở hữu học xứ. Do sanh tức là do đây nên sanh ở trong khổ ác thú dục giới. Do tường tục
tức là kẻ hành tham, không pháp niết bàn, có các căn chuyển chuyển thành thục cho đến thiếu niên tráng niên, do sự tức là duyên ruộng đáng tôn trọng mà khởi, hoặc duyên ruộng công đức mà khởi, hoặc duyên ruộng không nên hành mà khởi. Do khởi ác nghiệp, tức là do phiền não triền tây, dụng tâm vui mừng hớn hở tăng thượng, nên khởi thân nghiệp, ngữ nghiệp, do rốt ráo, tức là tự tánh phiền não đây nhiếp thuộc phẩm thượng, đạo đối trị đoạn trừ đang ở vị phẩm nhuyễn. 7. Điên đảo nhiếp của phiền não. Nên biết có 7 chủng: 1. Tưởng điên đảo, 2. Kiến điên đảo, 3. Tâm điên đảo, 4. Ở nơi thường vô thường điên đảo, 5. Ở nơi khổ lạc điên đảo, 6. Ở nơi tịnh bất tịnh điên đảo, 7. Ở nơi ngã vô ngã điên đảo. Tưởng điên đảo tức là ở nơi vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh mà khởi vọng tưởng phân biệt cho là thường lạc ngã tịnh. Kiến điên đảo tức là ở nơi kia vọng tưởng phân biệt nhẫn chịu, có thể vui muốn kiến lập chấp trước. Tâm điên đảo tức là ở trong sự chấp trước kia các phiền não tham phát khởi. Nên biết phiền não lừa có 3 chủng: 1. Phiền não là căn bản điên đảo, 2. Phiền não là thể điên đảo, 3. Phiền não là đẳng lưu điên đảo. Căn bản điên đảo tức là vô minh, thể điên đảo tức là thân kiến, một phần của chấp biên kiến, kiến thủ, giới, cấm và tham. Đẳng lưu điên đảo tức là tà kiến, một phần chấp biên kiến, khỏe, mạn và nghi. Trong đó thân kiến chính là ở nơi ngã vô ngã điên đảo, một phần chấp biên kiến chính là ở nơi thường vô thường điên đảo, kiến thủ chính là ở nơi tịnh bất tịnh điên đảo, giới cấm thủ chính là ở nơi khổ lạc điên đảo. Tham gồm có 2 chủng là ở nơi tịnh bất tịnh điên đảo và ở nơi khổ lạc điên đảo.